Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ánh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết, kính mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 5 tháng 8, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Cụ thể tại quyết định số 793 QĐ-TTG, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Thanh Cung, Nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, Nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ năm 2011 đến năm 2016, giai đoạn từ tháng 12 năm 2011 đến tháng 2 năm 2015, do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật kể từ ngày công bố quyết định số 1539 QĐ-UBKTTW ngày 24 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại quyết định số 794 QĐ-TTG, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Trình, Nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, Nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu các nhiệm kỳ 2011 đến 2016, 2016 đến 2021, giai đoạn từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 8 năm 2019, do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật kể từ ngày công bố quyết định số 1538 QĐ-UBKTTW ngày 24 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.